Trước đó ngày 15 tháng 2, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc hội thảo bàn tròn với đặc phái viên về biến đổi khí hậu của chính phủ liên hiệp Vương quốc Anh, Phó chủ tịch COP26 và giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và bà Carrito giám đốc quốc gia World Bank tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, việc huy động vốn để thực hiện các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu và các cam kết ở COP26 đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh ngân sách Việt Nam còn eo hẹp. Các chương trình dự án cụ thể, các bộ, cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương xây dựng và giả soát, đồng thời trao đổi làm việc giữa các bộ. Các chương trình dự án lớn cũng đã được bàn thảo để xác định kế hoạch huy động các nguồn vốn từ chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, ngân hàng, khu vực tư nhân Thực tế vừa qua, Việt Nam đã đặt ra mục tiêu giảm phát thải dòng xuống không và không còn điện than vào năm 2050. Mục tiêu này đã được nêu ra tại hội nghị COP26. Theo bà Carolito, giám đốc quốc gia Gônbang tại Việt Nam, đây là tham vọng lớn bên cạnh những hoài bão khác như đạt vị thế nước có thu nhập cao vào năm 2045, tăng trưởng toàn diện vì mọi người, phát triển con người đã đề ra trong các chiến lược phát triển. Và tất nhiên, để đạt được những mong muốn này cần phải có nguồn lực hết sức lớn. Tại hội thảo các đại diện đến từ World Bank, COP26 đã có những bài trình bày về các vấn đề đặt ra với Việt Nam, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế. Các bộ ngành cũng tham gia ý kiến nêu lên những nội dung cần được sự hỗ trợ phối hợp của các tổ chức quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu đã đặt ra.